lần đầu tiên luôn ha, lần đầu tiên luôn. Đây đây đây, thấy này, cái gặp nó rồi đó, thấy chưa? Trời ơi, đây size này khoảng mười mấy con ký thôi. Chị máy chọn con này, lấy một con nè. Ok rồi rồi. Ồ. Đây anh, đây anh. Đây. Ồ, anh Thiên sẽ giúp con cua. Rồi, anh coi chừng thôi, chị nó búng vào tay á. Đây đây đây. Mình sẽ chọn con này nha. Hôm nay mình sẽ chơi lớn. Giúp con này luôn. Ăn bữa tiệc tất niên cuối năm nha. Để em tách cái cặp đó nha. Cái nào? Ồ. Rồi. Cái này mình phải nặng ra không Diễm? Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vinh Hùng đây. Clip hôm nay phải nói là clip rất là đặc biệt vào dịp cuối năm cả nhà ơi. Có sự xuất hiện của chị Phan Diễm ở bên kênh Phạm Dũng nè. Ở bên cạnh đó thì có sự xuất hiện của các thành viên trong nhóm như là chị Mai Úp nè, Dương Tony và anh Thiên quần đùi. Thiên là quần dài. Và có một anh mặc áo rất là nổi trong nhóm đứng ở đây. Đó chính là anh chủ của quán Hải sản 54 Tân Sơn Nhì. Chen này các nhà ơi. Chen. Dạ. Chào khán giả của Phan Thị Hồng. Dạ. Anh Chen ơi, hôm nay thì cũng là clip cuối năm rồi. Em muốn tới đây để cũng như là trải nghiệm một cái buổi săn bắt hải sản tại quán của anh. Tại vì hải sản tươi lắm cả nhà, giống như nó đang bơi dưới biển vậy đó. Đó là nhờ anh Chen dẫn tụi em vào, mỗi người chọn món đi. Cho anh tư vấn để tụi em có một buổi tất niên hoành tráng nhất từ trước tới giờ. Sẵn sàng cho anh Chen. Rồi, sẵn sàng. Ok. Có hàng sữa đẻ nữa kìa. Trời. Đúng rồi, quá. Anh Chen. Trời ơi. Bữa nay là cái ngày mà gọi là tất niên mà đặc biệt cuối năm của cái team của Phan Thị Hùng đúng không? Dạ. Thì đã là gọi là tất niên cuối năm thì mình cũng làm cái gì cho nó một cái gì đó đặc trưng tí xíu nha. Đúng rồi. Dạ, đặc biệt tí xíu ha. Khác biệt mọi người. Khác biệt. Nhưng mà bữa nay chắc chắn là nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Anh bán hải sản 4 năm rồi nhưng bữa nay nó khác lắm. Là lần đầu tiên mà cua nâu mà đẻ trong hồ chưa ấp gà con. Ồ. Lần đầu tiên luôn ha. Lần đầu tiên luôn. Đây đây đây. Đây này đây. Cái gặp nó rồi. Đó, thấy chưa? Đẻ ra trứng của nó. Trời ơi quá trời luôn. Ủa mày, mày cái trứng. Đấy. Đó. Mày cái trứng này cuối cùng nó sẽ như thế nào anh? À, chắc mấy con này ăn hết. Rồi thử có con nào làm chồng con này không thì mình cho nó sống. Tại vì á là trước khi nó về đây là nó đã mắc chinh rồi em ơi. À, bây giờ á làm anh muốn giới thiệu với em á là cái món này á là hồi trước á nó rất là hot và siêu hot luôn. Dạ. Thì bây giờ thì ai người ta cũng biết. Nhưng mà thường thường mà để những cái sự kiện đặc biệt á thì người ta sẽ dùng những cái con này á để làm một cái bữa mà gọi là họp mặt á. Dạ, rất là đây là dịp tất niên nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đó, wow. Đây con này. Wow. Cái con này nó sẽ trên 3 kg tí xíu. À. Ừ. Con này hiện tại mình đang bán giá bao nhiêu ạ? Con này hiện tại là 2 triệu một ký thôi. À 2 triệu. Okay. Ừ. Rồi. Nè anh cân luôn thử. Đây đây. Dạ. Nói chung bây giờ anh Chen sẽ giới thiệu cho mình một vòng hải sản rồi các anh chị ơi, nãy mình cứ lừa một món nha. Rồi lát nữa mỗi món người. Được không anh? Được mấy món được không ạ? Trời luôn. Cuối năm rồi mình xả luôn. Con này rơi vào khoảng 3 kg hơn. Dạ. Đây. 3 kg hơn. Ồ. Nhưng mà em nghĩ là những cái món hải sản này thì chị Diễm sẽ rất là rành nha. Quá rành. Đúng không chị? Mời chị Diễm đi. À. Cho em nếu mà gọi là hôm nay là được đi mời đi ăn tất niên thì sẽ là nôn nao chiều giờ là nhịn đói không dám ăn gì luôn. Dạ. Thì cho em gọi một phần ốc hương hấp xả. Em cứ tưởng gì phải gọi mấy món hoành tráng chứ nhưng mà chị khiêm tốn quá. Rồi ốc hương hấp xả ha. Rồi. Rồi. Ốc hương hấp xả thì em cứ cầm ốc hương em lên. Đây. Ôi, ôi, ốc hương. Size này khoảng mười mấy con ký thôi. Bằng cái tay của Diễm luôn rồi. Cái này là bây giờ giá bao nhiêu một ký đi anh? À, hôm bữa là anh bán 1.2 triệu mà bữa nay anh chưa hỏi giá. À giá luôn đi anh. Thôi cứ như vậy đi, một chút xíu tính sau. Nhiều khi nói vậy mà. Em một phần em đếm đầu người, mọi người hai con vừa. Ok anh.
Nói chung ở đây là mình cũng theo thời giá anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Hải sản có nghĩa là anh đi về trễ anh chưa cập nhật, nhưng mà anh biết chắc chắn hôm bữa lên bán chiều 2 đó. Dạ ok. Mà ở đây thì em thấy cái món tôm hùm nè, đúng không ạ? Cái này là hầm bông mà gọi là, nếu mà nói gì tôm Việt Nam không thằng nào hơn được con tôm này của mình. Dám chắc luôn. Nếu mà nói ra anh này là hàng nhập khẩu nha, đúng không? Giá vẫn rẻ hơn, rẻ hơn con này, tại vì con này series 1kg úp. Dạ. Hiện tại là quán mình đang bán giá Tết nhưng mà vẫn 1,7 triệu một ký thôi. Alaska thì bây giờ đang rẻ hơn không mà. Alaska là bán 1,4 triệu. Triệu tư. Triệu tư một ký. Còn ngày thường đó là chỉ bán 1,2 triệu. Để căng lên là mới thấy cái nó tầm 1 ký hơn á. Không sao. Đúng không? Đó. Tôm hùm mà cái này là loại ngon. Dạ. Em cũng thấy rất ngon. À, hầm xanh là vừa hết em, còn mấy con nè. Nè. Đây em. Ồ, sao là nhỏ hơn nướng phô mai cũng ngon. Đây nè. Dạ đó, đúng rồi, cắt ra đó, cắt đồ ra xong nướng phô mai. Anh em thấy có một con này cũng em nghĩ không phải là ai cũng biết nè. Đó là cái con bò biển. Đúng rồi, nếu mà trong cái hồ hải sản á là con bò biển á là có khi á mấy tháng chưa có trong hồ luôn. Nó không phải lúc nào cũng có khi có đợt về có. Giá nó cũng không có rẻ đâu. Nói chung là nó không bằng cái con này, nhưng mà nó cũng phải cỡ anh này. Nhưng mà bữa nay thì mình có, nhưng mà hình như là nó có trứng nữa đó. Dạ. Có gì nó văn không? Bắn không? Hình như nè. Nè. Cái món này là món khoái khẩu mấy chị em phụ nữ đúng hơn đó nha. Không phải là món khoái khẩu của chị em phụ nữ, anh nói thế là không đúng. Món này là món khoái khẩu của tất cả chúng ta. Không phải, tại vì thật sự là bản thân cái con ốc bồi bôi á là thịt nó rất là ngọt. Mình rất là thích cái này, mà các bạn có thể ăn sashimi hoặc là mình vừa hấp xong ấy. Còn cái phần bên trong của nó thì mình sẽ xào với lá quế cũng ngon. Phần này chắc phải ký đuổi anh nhờ. Nó cũng tầm đó đấy em. Nhưng mà bữa nay anh nhập đúng hàng Mỹ em ơi, chứ không phải Mỹ Lai. Mỹ Lai Việt Nam nó có ký đâu lại à, hàng Mỹ thiệt nó ký gửi. Nó ra ngoài nó bị chun lại. Không, cái loại nó vậy em ạ. Bỏ vô lại. Lấy một con đi. Dạ. Chắc là... Ủa chị Mai chọn con này. Lấy một con đi. Ok, rồi. Một ký ba. Cái ba, rồi cứ để em nó vô đây, lát rồi mình làm luôn một thể. Và bọ. Cái con này là cái gọi là con mà lười nhất ở đại dương á. Nó chả muốn di chuyển. Nó nhẹ nhàng, nó đủng đỉnh nè. Con này mình cầm nó có bị không chảy máu không anh? Không em, con này nó cầm nè, không sao nè. Nó cũng lành tính lắm. Để anh tìm cái con nào cho nó có trứng. Wow. Bò biển. Nó nhìn giống con gián quá anh chị. Người ta gọi nó là con gián biển nha. Thầy uống cả nhà ơi. Chặt luôn. Anh lựa cái con mà có cái để nó có cái đầu. Để anh lấy cái đèn anh soi, anh coi nó có giống sao không? Không, có cái đèn soi đây soi cua. Mà theo như kinh nghiệm á thì mình sẽ soi vô đây mình xem nó có trứng thì nó sẽ nổi hộc lên. Chứ lần đầu tiên đứng trước mấy em anh cũng mới soi lần đầu nên có gì đừng có nói nha. Bây giờ mỗi người chọn một món ở trong này dơ lên. Mình chọn món này đi. Chờ kiếm nó. Anh Thiên chọn món nào anh? Anh chọn hả? Đúng rồi anh chọn đi. Chọn món gì ta? Dạ mỗi người một món. Dạ kiếm một cua bự bắt lên. Kiếm con nào to nhất bắt. Nó có một tên xác gọi là bề bề. Đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn ngon không? Tí tỏi. Sao mắt TV rồi? Nó đây anh. Anh Thiên sẽ dứt con cua. Hy vọng là sẽ Thiên bớt em con cua. Chính là rồi anh vô chọn con nào đạo diễn vô tao đi con tích rồi bà con này em bự nha, con này bự nhất luôn á. Rồi anh coi chừng ha chị, nó bún vào tay á. Cái lỗ có người dám à, không có cầm được rồi.
2 là 6. Ôi trời ơi, nó còn tươi quá luôn á. Anh Chen, anh đang soi coi có trứng hay không. Thì theo như kinh nghiệm anh á, hai con này á, anh soi vô là anh có một sự nghi ngờ là sẽ có một con có. Rồi mình lấy hai con này luôn. Dạ. Nhớ không? Không, kinh nghiệm là hai con này là anh nghi ngờ là con này có nè. Mà nó còn mờ ảo quá, chắc ăn hàng. Nó phải đi khám phụ khoa rồi, để cho nó rõ hơn. Anh đi khám mắt em ơi. Rồi mắt mình nó không nhìn ra. Rồi tới em nha, nãy giờ mọi người cũng tròn món rồi. Thôi giờ tới em. Lâu lắm rồi mình không ăn con này cả nhà. Hôm nay mình sẽ chơi lớn, dứt con này luôn, ăn bữa tiệc tất niên cuối năm nha. Con lớn này nè, con này lớn nè, con này lớn kìa. Con này hồi nãy là 3 ký 2 cân rồi đúng không? 3 ký mấy, 3 ký 2. Bỏ chồng lên luôn, từ trừ 8 là 6. Ủa bỏ lên luôn hả? Ừ. Bỏ lên luôn. Rồi. Bỏ vậy nó bỏ ngược lại. Em ngược lại, ngược lại. Ui, cái... Ây da, nó tầm. Con này nó suốt một cái luôn rồi. 3 ký 2 luôn rồi. 3 ký 2. 3 ký 2 4. Rồi. Bây giờ nhờ anh chế biến giùm em nha. Rồi bây giờ mình phải lấy đủ rồi ra bỏ vô làm lần đi. Món ra rồi mình dứt. Quá xả luôn. Còn á, còn á. Ủa anh nữa hả? Quên, đây đây đây. Quay đây. Em có về quê không em? Đây. Ở đây luôn hả? Đây đây đây. Mình sẽ chọn con này nha. Rồi lên nè, lên cân. Đó, cái quay là con là phải to. Tư. 1 ký 4. Thấy không? Rồi em dứt con đó luôn. Đó. Được hết chứ. Có con mắt luôn nè. Rồi, đây anh chị. Em nghĩ tao lấy con này anh cái nào. Rồi rồi. Anh là thường xuyên làm cho Diễm, mà anh rất thích làm cho Diễm là Diễm nó chỉ có thích hấp thôi. Rồi. Hấp không có may. Bây giờ là có món bọ, món tôm, tôm hùm, tôm tích. Đó, đúng rồi, có bao nhiêu mình được để hết cho đây đi. Tội nghiệp con có cua hoàng đế quá. Nó quá bự so với cái xô. Nó bị chổng chân lên rồi. Anh Chen chọi vô đầu nó vậy nó có bị choáng không Chen? Không, mà hồi thì nó cũng ngủ em. Thà mình cho nó ngủ trước. Ngủ luôn. Ôi cả nhà ơi, hồi nãy chị Diễm có nói là ở ngoài khu vực này có một cái quầy mà bán các loại ốc. Và đó, để mình có thể nướng cả nhà thì đây nè. Em đang có đây hay gọi mấy món thì cái giá bình dân là mình có thể gọi hàu nướng phô mai nè. Dạ, xò mai. Xào mì ngon. Dạ. Ê, chị ơi, con này là hình như con ngột đúng không ạ? Hàng ngột em. Hàng ngột. Ừ. Dạ. Đó thì giá nó sẽ mềm hơn cái hàng ngột tươi. Nó giảm hơn 40-45%. Dạ. Ừ. Ok. Còn bên đây là mực nè cả nhà, bạch tuộc. Ủa cái bạch tuộc này sao giống bạch tuộc của chị vậy? Chắc nhập của Phan Diễm. Phan Diễm là nhập sao người ta đó. Rồi đây là các loại ốc nha. Đó. Có cả mấy con tôm hùm nè cả nhà. Đã được hấp rồi. Nhưng mà anh Chen ơi, cái này là tôm ngộp đó em. Tôm ngộp. Tôm ngộp nhưng mà mới vừa ngộp á là mình hấp luôn để khi khách mình vô rồi mình làm thứ nhất nó tươi, thứ hai mình cắt ra nó có ốp với mình đổi cho nó dễ hơn. Dạ đúng rồi. Ừ. Còn tôm sống thì không phải lo về vấn đề chất lượng rồi, nhưng mà hàng ngộp phải lo chất lượng cho người ta. Đây càng ghẹ này cũng là hàng tươi. Dạ. Cái này cũng là hàng tươi. Ừ. Còn riêng cái những cái hàng này là cái này là hàng sống nhưng mà phải hấp trước một ít. À. Tại vì ốc mà ngộp ăn không được em. Dạ. Cái này nó cũng là hàng, nó đang sống nha. Cái này nó cũng đang sống. Dạ. Có những sản phẩm là có những sản phẩm là nó đã ngộp, có những sản phẩm là nó sống. Ví dụ như cái nào ngộp thì ví dụ như là tôm hùm nó ngộp thì dạ, mình hấp đây để chi người ta mua hàng ngộp thì giá nó có nữa à. Thì giờ mình cắt ra nó không có được ngon, nó không đạt chất lượng, mình sẽ đổi cho người ta con khác. Chứ mà bây giờ mình đem tươi vô chờ nửa tiếng màu hấp xong đem ra đổi nó không có chịu đâu, mất thời gian. Dạ. Nên mình phải làm cái động tác đó cho nó nhanh nhất có thể tạo điều kiện.
mà quán anh là bán xuyên Tết đúng không ạ? Đúng rồi, quán anh là bán hình như là 12 năm nay á, là không có nghỉ ngày nào. Bán quanh năm suốt tháng luôn. Qua này thì mới 4 năm thôi, hồi trước vẫn bán ốc lề đường á, là 8 năm trước vẫn bán xuyên. Nhưng mà cái giờ bán của mình thì mấy giờ? Cái giờ mà mở cửa chính thức của anh á là 2 giờ chiều đến 2 giờ đêm. Dạ. À, anh 24/7. Ồ. Rồi, bây giờ chắc em nhờ anh làm nhiệm vụ quan trọng này cả nhà. Anh sẽ đi hấp cái ok em. Rồi cái hải sản này. Cái này thì quá quen thuộc với kênh Phạm Dũng rồi. À, chị Hai xử lý cô cho em đi. Cái nồi này hấp nó sẽ rất là nhanh luôn đúng không anh? Này, cái này đem qua xử lý luôn. Nhanh hơn là mình đem mình luộc trên bếp. Mấy anh này thì cho vô. Chuẩn bị đi xông hơi mấy anh ơi. Không phải em, nói chúng khác là phải đi đầu thai đó. Ra đi thanh thản. Ê, anh này á là lâu nhất nha. Lâu nhất. Ồ, xong cô rồi hả? Xong rồi đó. Con cô đi rồi đó. Không có một động tác thừa. Đó. Ốc. Rồi, bắt đầu là lên xe. Rồi. Đó, lại vô hấp ha. Đây. À, anh hấp khoảng bao lâu vậy ạ? À, cái này là phải nửa tiếng nha. Ồ. Tại vì nhiều. Cái hàng bự. Dạ dạ. Không thể nào mà nhanh được. Ok anh. Rồi em sẽ đợi nửa tiếng. Mình ở đây là xưa giờ là bếp lộ thiên. Dạ. Cách mình mua gì cứ ra đây đứng đây mà nhìn mà ngó. Thậm chí muốn chế biến anh cho chế biến luôn. Ok. Biết lâu thiên mà mình làm lúc nào vậy? À, của người ta cái gì sản phẩm gì người ta đang sẽ đứng cho người ta cạnh. Rồi nửa tiếng sau em sẽ quay lại. Ok anh Jen. 1 hour later. 30 phút sau. Bây giờ chiếm lợi phẩm. Đó. À. Wow. Ôi chín hết cả nhà. Anh Chen cho em cầm lên được không anh Chen? Ok em cứ cầm lên nè. Nóng không anh? Bị nóng không anh Chen? Chắc chắn là sẽ nóng rồi đó. Ôi má ơi, chắc chắn. Rất là quan trọng. Nó quay rồi đó em. Nhưng mà em đừng nắm đá mà sao em sợ nó em. Quay lại. Quay ngược lại. Đúng rồi. Cho cái màu đỏ ra. Quá nóng rồi. Ôi cái tay của anh Chen. Anh không nóng anh? Không, nó quen. Quen. Cái tay em chưa quen rồi anh Chen ơi. Ồ nóng quá. Cua này mình luộc cái nó không bị rớt. Wow. Nóng rồi. Bây giờ thách thức ai cầm lâu hơn ai nè. Cái này cua còn sống mà anh, cho nên nó tươi lắm. Anh nếu mình hấp như vậy là nó còn giữ được độ ngọt đúng không anh? Chân y vậy luôn. Dạ. Cua này anh nghĩ sao? Mình hấp lâu quá là nó sẽ bị hấp lâu quá nó teo luôn. Dạ. Nó teo thịt. Hấp đúng á cả nhà, chứ hấp mà nếu mà quá thời gian cũng không được nữa. Anh về là mấy con này trong đây vẫn còn con mà cần phải hấp thêm. Riêng cái con này là phải hấp thêm nè. Còn mấy cái này là được hết rồi. Mấy cái này là được hết. Rồi, vậy mình đem ra ha, mình đem ra bàn ha. Ok rồi. Má ơi, anh chèn tay chắc chịu nóng ghê thiệt. Chắc lắm cả nhà ơi, cái chân mình cầm lên như vậy nó nặng mà nó không bị đứt. Rồi. Đó anh chèn. Đó. Anh móc ra luôn, cái tay anh dày thiệt chứ. Trời. Đây là con bò nè. Ồ, nóng anh. Rồi, mấy con ốc nó cũng lòi ra luôn rồi cả nha. Rồi giờ mình ra bàn hành tây hải sản đó anh Trang ơi. Đem chiếc lợi phẩm này à. A few minutes later. Thì cả nhà ơi, bữa tiệc hôm nay phải nói hoành tráng cuối năm. Nói chung là đây là lần đầu tiên mà mình ăn theo kiểu này luôn á cả nhà. Tại vì cái kiểu này thì nó không theo cái kiểu thử thách khổng lồ như mọi khi. Nhưng mà do bữa tiệc cuối năm á chị Diễm, cho nên em cũng muốn gọi là mấy anh em ngồi lại rồi mình vừa ăn cũng như là mình vừa tâm sự cái chuyện năm vừa qua nó sao. Còn nếu mà kiểu thách thức thì em sợ là tụi em lại thua. Em phải nói là đầu tiên là cho team Phạm Dũng gửi lời cảm ơn tới team của anh Phan Duy Hùng này, anh Võ Sư Lộc, là mọi người đã mời được cái buổi tiệc tất niên. Dù là cuối năm ai cũng bận rộn hết rồi. Nhưng mà vẫn mời anh em thế này, em nhịn đói từ chiều giờ. Rồi vậy thì thôi mình bắt đầu ha chị Diễm ha. Dạ. Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, mời cả nhà. Em nghĩ là hải sản thì chắc là chị sẽ đành á. Vậy thì em nghĩ anh em mình nên ăn ốc hương trước đi. Ok. Để hồi nó nguội. Đây, ốc hương. Vừa được nói là cái size này là size cồ luôn nè. Dạ. Thiên nhiên là được anh Phan Đi Hùng tặng cho một con. Mai thử đi mai. Ok. Anh đi, anh em ăn đi. Không ăn là không hết bàn. Đây. Đây, mọi người lấy đi xong rồi vô khách nè. Lấy đây xiên ra. Cái này cho em mời khán giả của kênh anh Phan Đi Hùng nha. Chúc mọi người năm mới phát tài, vạn sự như ý và lúc nào cũng bình an. Anh em ơi. 1, 2, 3, vô. Rồi cả nhà.
Xe nó chậm đi một bước rồi. Anh ơi, chậm một phút là mất đi một con đó. Nhưng mà anh chậm nhưng mà anh lấy hết trơn à. Anh chèn lấy luôn cái này rất là nhanh luôn. Tại wow. Mà nó xoay ra. Lỏa mà. Nếu mà em không xoay nó sẽ gãy á. Nè, cái này chấm một tạc cũng được nha. Nó hàm của mình đó cả nhà. Một miếng mà không phải là mình cắn xuyên được miếng thịt này. Công nhận nó quá là chất lượng luôn. Từ nào cũng thấy. Nhưng mà cái con này á, một phần nữa là mình thích á, là quán của anh Chen làm đó. Cái nước này nó sống mạnh luôn. Khóc được luôn. Đây, có hai người cho hai quay phim mà được ưu tiên hai con luôn này. Đây, để đây cho anh nha, xíu à. Em nói là cái này cái này là hay phải một cái thôi, một cái ở ngoài những cái quán ốc bình thường đó cả nhà, thì những cái con ốc hương này á, nó chỉ là ở size vừa tầm trung thôi. Nhưng mà khi mà mình đến những cái quán mà nó có cái ốc hương mà to như vậy á, mình ăn vào mình cảm thấy nó sẽ rất là khác biệt so với những cái loại mà tầm trung nha cả nhà. Đây là giống là loại tầm loại cồ, ốc hương cồ. Anh Ken thì chọn được những cái hải sản rất là hấp dẫn. Tay nó giống trước đó. Đó là nhờ anh Ken. Anh Lầu ơi, em đã học cách lấy là được. Hôm nay thiếu mình đi hàng. Hôm nay thiếu mình đi hàng. Mở của Đức. Wow. Nhưng mà anh em mình móc ra sau. Cái này con lấy các bạn lấy cái này. Mai ơi. Con này anh thật làm cho con này thử, con này anh kêu ok ảo không ảo ảo những con ốc hương này á ok ok mình ăn không mình thấy ngon rồi, nó ngọt thịt lắm ha. Dạ dạ đó chị lấy đồ rồi kìa. Đây, tặng lại anh con này có game nè. Wow, dạ dạ, cảm ơn chị. Chúc kênh năm sau là đạt nút kim cương nha. Trời ơi, nút kim cương. Wow. Nhiều quá. Không. Nè, bây giờ đang tưởng là con Sam á chị. Đúng rồi, nó lai lai giữa con Sam với lại con bò bì. Tâm tích, con tâm uni. Đây. Sao mà mấy cái này vẫn ăn được nha. Cái này mình có phải ăn với nước chấm hay gì không anh chị? Nếu mà ăn có loại này thì nước mắm này. Dạ. Mắm chua ngọt. Cái này là ăn thử thức ăn no rồi, ăn no là ăn hết hồn á. Cái này mình ăn giống như của anh ha. Cạo cạo đây á. Cái món này cái mùi mỡ hành nó nhiều quá cho nên nó át luôn cái mùi của con cái miếng con bò biển này rồi. Thật nhưng mà cái bò biển này cái thịt của nó cũng không có rõ ràng lắm. Dạ. Nó ngon khi là mình nướng kèm với mỡ hành. À dạ. Nó không có nhiều thịt. Nó cũng giống như mấy miếng thịt thịt heo cả nhà, nó cũng từng sòi sòi vậy đó. Mình ăn cảm thấy vậy. Vừa làm mà chú anh hồi nãy là vừa mua mấy tờ vé số là anh Dương đây làm mỗi người đang mấy tờ trong túi. Nếu mua nữa là ngày mai giàu quá. À, nói đúng không? Hai con sẽ có một con có trứng. À mày đúng không? Con này. Con này là con có trứng này. Wow. Wow. Trời ơi đó có được trứng nè. Oh. Trứng bự ghê. Đó. Ôi nhìn nó như rau câu vậy á. Nó giống như chân trâu trắng nè. À. Oh. Bạn Diễm tới đây rất là nhiều lần nha. Em đi Điện Biên nhưng mà chưa bao giờ có à, chưa bao giờ bạn Diễm ăn được con có trứng. Oh. Lần đầu tiên luôn. Wow, vậy thì hân hạnh quá. Hôm nay chị Diễm được, nha. Được ăn trên kênh của Huynh Đi Hùng. Dạ đúng rồi, không em quay con này nhiều nhưng mà chưa bao giờ luôn. Hôm nay mọi người là quá dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Ô, hôm nay em gặp cua đẻ nha chị. Cua nâu. Số của em năm sau là con chồng vợ đẻ. Rồi. Trứng nó dai nha. Trứng này để Diễm thử nha. Mời cả nhà nha. Dài. Anh ơi, anh không bỏ chân trâu trắng luôn. Đúng rồi, sao nó dai. Giống nó dai. Anh Lộc ơi. Béo. Dạ. Nhưng mà nó kèm cái gạch này béo cực kỳ luôn. Dạ, cái gạch đúng không ạ? Để em ăn thử nè. Thôi thì cả nhà ơi. Ôi, nhắc cái tắc vô. Ngon nha. Ngon, đúng rồi ngon. Con có ngon, con hồi nãy nhiều. Đúng rồi. À, cái này lại muốn uống trà sữa. Chân châu trắng. Ngon. Đúng là nó cũng có mùi gạch. Nhưng mà cái mùi gạch này nó khác biệt so với gạch cua. Nó cũng có vị béo luôn cả nhà. Thôi mình vô bia đi. Vô đi.
rồi hết ly luôn. Vô bia thì diễm máu quá rồi. Không, lát lát nữa, lát nữa anh Dũng chở mà đúng không? Dạ, để em nói vợ em nhậu cái gì. Đây em có một lon. Rồi. Vô. 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 Happy New Year. Một buổi tiệc tất niên đáng nhớ. Bỏ xin lọc ơi. Phải thử một miếng chân châu thôi. Ồ. Đó này. À ok. Này anh ăn luôn đi. Ăn luôn rồi review. Quá. Tuyệt vời Mai ơi. Ngon mà. Béo ha. Béo. Thật sự là con này là đầu tiên mình ăn luôn á. Mai ăn thấy như thế nào? Nói chung là nó vị béo, nó khác con Sam. Mà nó cũng không giống con tôm tích nữa, nó là một cái con riêng của nó luôn. Cái con này mày đã nghe nói nhiều lần rồi, nhưng mà lần đầu tiên là mày thấy vậy. Dạ. Công nhận cái ăn vào miếng thịt nó thì không quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi miếng thịt nó cảm giác là nó rất là ngọt. Ngọt. Với lại đặc trưng của nó là vị béo. Nó là béo luôn. Bây giờ vậy nha, mày ăn có thử chưa? Trời ơi, nhanh vậy. Anh Jen nhanh gọn lẹo quá. Có ăn chân châu chưa? Em nghĩ là mình thử cái con ốc ngoài voi. Wow, cái dĩa này là ốc ngoài voi. Cái con ốc bự hồi nãy cả nhà. Đây, mọi người gấp đi em cầm cho. anh em gấp đi nè. Chị Mai, gấp thử. Ok. Rồi. Đây. Mới đầu mình cứ tưởng là ốc móng tay không á cả nhà. Rồi. Ủa một con làm ra được một dĩa này. À, dạ đúng rồi, nhìn nó to thôi nhưng mà khi mà mình trần qua mình nước á. Nhưng mà anh nãy anh ăn cái phần nào? Anh vừa ăn cái phần nào? Những đen đen này nè. Không, phải ăn cái này. Cái đầu á. Cái mồi thật sự luôn. Phải hai miếng, trời miếng này nhỏ quá không đủ để cảm đâu, phải hai miếng. Cái này nhìn hơi giống Phú Linh. Hơi giống Phú Linh. Ăn vào đi. Em nghĩ là anh gấp thử luôn đi. Giòn ha. Ăn thử cái phần này. Ăn cái này anh lại nhớ tới món bọc dương ghê quá. Bọc dương ghê. Mới ăn một bộ và anh... Không, anh Lộc anh quay tay phải á. Cái đũa bên trên. Được không? Được, ngon mẹ. Đây là lần đầu tiên em ăn con ốc ngoài voi luôn. Lấy dân dụng. Mọi người con ốc như thế nào? Giòn nha, giòn ngọt lắm. Giòn và ngọt. Là đi ăn luôn á. Mà bất ngờ. Không như mọi người vậy. Ăn ngon mà. Ăn đi. Nhát vô ăn thử vô. Cái này thì nó dẻo hơn, còn cái kia thì nó giòn. Cái gan thì nó thêm mềm nhưng mà cái nồi thì nó giòn hơn. Dạ, cái này là cái gan của nó cả nhà. Đúng rồi. Hai nhát. Cái gan nó sao vậy? Tươi lắm. Rất tươi luôn. Rất là tươi. Cái phần mồi hơn. Đúng rồi. Là ăn khô quá. Cái nước này cũng ngọt. Thơm. Cảm giác chị muốn hút nước luôn. Gắp này, gắp này. Ngọt ngọt. Ngon, tươi mà, tươi quá tươi luôn. Đây em gắp cho. Rồi. Ok. Cái này mà nó vui á. Nhiều khi mình có một cái tô cái cơm nóng á. Cho vô anh ha. Dùng cái nước sốt này. Ồ. Sao mì đúng rồi. Ok. Rồi, hồi hộp quá Diễm ơi. Em muốn nôn quá. Bây giờ mình sẽ chọn món nào đây Lady First. Món này luôn hả? Ồ. Nó nằm ngay chính giữa rồi. Đây. Nãy nó đã làm em bị phỏng tay rồi anh Chen ơi. Tay em coi vậy chứ mỏng lắm. Bây giờ em phải trả thù lại đi. Chết về. Cố lên. Wow. Wow. Ôi, nó dẻo kìa. Bỏ nó dẻo cả nha. Ồ, đánh ta, đánh ta. Ăn bao giờ chưa? Anh này chắc coi tên Phạm Dũng nhiều lắm nè. Em coi luyện Phạm Dũng luôn, bật kiểu như nghe tiếng Phạm Dũng với Phan Diễm mà. Để em phụ nha. Ok. Đây nha. Cái này mọi người tưởng là nó sẽ bị cứng nhưng mà nó dễ quá nha. Bị mềm. Nó không có bị cứng lắm đâu. Nhưng mà phải nói là cảm
cảm ơn anh Hùng với anh Lộc. Em không nghĩ là ngày mai là em về ngày 29 là em về quê ăn Tết, rồi không nghĩ là em còn được một bữa hải sản vậy chứ. Chứng tỏ là máu em ơi, giờ người em là hải sản, đi đâu là hải sản rồi đó. Ôi wow, đạp thật luôn á. Em nói như vậy thì phải thưởng thôi. Tại cả năm ăn hải sản rồi, bây giờ được ăn món hải sản trực tiếp tay của wow, con này đầy thịt luôn, đầy thịt luôn, con này đầy thịt luôn. Rồi mày thử luôn đi, mày làm rất là nhanh. Đúng em rồi, em có kinh nghiệm hơn Lộc. Ok bây giờ mày thử luôn nha, kinh nghiệm mày thử đi. Rồi có rồi, chủ kế bên đây có gì mắng vốn luôn. Diễm Diễm vất vả rồi, mời rồi, mời Diễm. Em cảm ơn nha. Anh lúc nào cũng sẵn sàng luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu. Đây là cái món mà Phan Diễm rất là yêu quý ở cái quán này. Ồ, Phan Diễm chưa lắng mà thôi mà nhờ Phan Diễm ăn này nó bán phô mai nhiều lắm. À. Anh em thấy cái phô mai này á, nó cũng được trang trí một khác nha. Đúng rồi, nhìn nó phồng hơn, nó phồng hơn. Phồng lên nè. Ừ. Wow. Rồi giờ thử nha. Sao con ngon này nó mình Cali không? Ngon hơn Cali hả? Chị không có đi Cali. Chị đi bên nhà chị. Đây đây anh cái phần nhỏ này đi, anh Lộc thử cái này trước đi. Để thử mời Dương. Đây anh cứ thử review đi, phần này em cắt cho. Wow. Wow. Trời ơi, ghi điểm, ghi điểm á. Dính 7 rồi, dính 7 rồi. Ăn này sẽ bị gút đó cả nhà ơi. Không sao đâu anh. Gút, gút, gút. Điện gút đây bác sĩ lo. Gút là tốt quá. Đúng anh. Sao sao? Đi kia, kia đi. Ấy, rồi. Tại vì thật ra con này cái thịt nó nhiều quá. Ừ. Không nói nên lời rồi Diễm ơi. Em ăn con này á, em không thích chấm luôn á. Vậy nó ngọt quá đúng không về dạ, Diễm? Đúng rồi. À, cảm giác á, chị Diễm là thích những món hấp nè. Ừ. Cho cái hương vị nó giữ nguyên. Bữa mình quay bên Diễm là bên kênh Phạm Dũng. Wow. Tôm Alaska. Cái này là của anh Hùng nha. Ôi trời ơi. Đây. Rồi, móc ra luôn. Wow. Quá. Để em tách cái gạch đó nha. Tách cái gạch để mình chăm thêm nữa. Gạch cô Diễm làm rất là nhanh mà kiểu như là cứ rất là lành nghề. Cái nào? Ồ. Cái này cái giống như huyết đúng không chị? Dạ đúng rồi, cái tiết của nó. Tiết cái gì? Diễm cái này là mình lấy thịt mình chấm vô luôn giống như bữa trước Diễm làm đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa, nhưng mà cái nước bữa là mình ăn cá. Hay quá. Quá chuyên nghiệp rồi. Quá chuyên nghiệp. Ui, cái này. Đây nè, đây nè, đây nè. Gạch đó trong cái túi đó đúng không vậy? À mình xin cái chén sạch đi. Đây, mình cho vào đây để mình chấm nha. Cái này để mình lấy mình chấm luôn cái thịt của nó luôn. Nếu mà em không biết thì mỗi người chia ra ăn một miếng chứ không có để làm chấm. Rồi. Cái này mình phải nặng ra không Diễm? Cái màu trắng này là gì Diễm? Tiết. Tiết. Tiết cua. Mình sẽ bỏ cái phần ruột nó trong này ra nè. Quá là. À, chết rồi anh đổ luôn cái tiết vô đây luôn rồi. Dạ không sao, cái tiết thì nó sẽ hơi mặn mặn một tí thôi. Cái này là phần gạch. Quá là chuyên nghiệp. Rồi, mình chấm ở trong này đi. Hàng trăm con cua King Rap đã bị bại trận dưới tay của Diễm. Không, nhưng mà em cắt á, em thích những cái con to to á. Thì nó, cái này, mọi người con này rất là nhiều gạch luôn nè. Trời ơi. Con này là chất lượng. Cái này ăn nó ngon nè Dương. Dương. Cái Yếm này ăn nó ok lắm luôn á. Đó chỉ đang anh em chia nhau đi. Đây đây, có mấy miếng luôn mà. Cái này, mọi người có thịt cái này mọi người chấm vô trong này. Ok. Chấm cái này luôn. Rồi. Lấy cái đó chấm vô này luôn. Cho Thiên, cho Thiên nha.
Thiên trước đi. Hai đi cái làm ăn đi. Diễm cái này là mình chấm như vậy đúng không? Dạ đúng rồi, cho nó béo, ở cái chấm nó. Chấm vô đây ba anh em. Ấy mình cụm đi, mình cụm đi mọi người ơi. Ôi, cụm hả? Rồi, vô nè, Mai, cụm với Mai. Vô. 1, 2, 3, vô. Cái này là gì gạch đó hả? Sao? Béo ghê luôn, quá béo luôn. Nhưng mà hôm nay á là tất nhiên thế này mà con ngon thế này là năm sau là may mắn đúng không? Năm sau là con của Phân đi Hùng là lên bèo 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 luôn. Con này là rất là chất lượng luôn ấy. Đầu năm chắc phải ăn ra một bữa như vậy thôi để mình đóng sổ để mình bỏ đất luôn. Này trong cái ống chân của nó còn nhiều thịt lắm. Ngoài mấy cái chân thế này cho mọi người xem cái này. Chung là nãy giờ dễ vất vả rồi, cái này thì anh có thể xử được. Đây mọi người xem, ngoài cái chân bự ra thì trong từng cái ống chân của nó còn nhiều thịt lắm nè. Thịt nè. Good job. Chắc là nãy giờ Diễm vất vả rồi, Diễm hãy thưởng thức cái thành quả của mình đi. Diễm hãy thưởng thức cái thành quả của mình thật là ngon lành. Đây, em để đây mà mời mọi người nha. Nhưng mà con kinh đáp này hôm nay là xuất sắc. Quá xuất sắc luôn. Xuất sắc. Nhưng mà để có được đao pháp cũng như là khả năng mà cắt như vậy ở Diễm. Và Diễm cũng phải kiểu như là chày da chóc dãy những lần đầu. Đúng rồi, không bị hoài chứ. Nó mấy cái gai á, mấy con này nó phi hành nó cứng á. Là chảy máu là như thường. Kiểu như mình tuy là mình rành nghề nhưng mà có những lúc mình không, kiểu mình làm nhanh quá mình cũng bận. Cái chai cái thùng cơm này anh. Ồ. Đạo diễn ơi. Tiếp review hàu có miếng cua cho nó ngon. Là mình sẽ review hàu. Hàu có một miếng coi có này quá là rồi. Đạo diễn rất là sang trọng. Đạo diễn ơi, ăn như mày thì ai mà chơi ăn hay quá. Quá hay rồi đạo diễn. Quá bổ rồi. Wow. Nhất đạo diễn. Rất đạo diễn. Ngon quá. Con nói nên lời luôn. Nó nhiều cái vị nó hòa với nhau á. Nhưng mà có một cái nữa mà tên là diện tích ở đây đó là cái lượng phô mai ở đây. Phô mai. Che luôn cái con hàu luôn, không thấy con hàu đâu luôn. Có những quán là người ta chỉ cho xíu thôi, là bỏ cái ló cái thịt của con hàu ra. Có mấy hôm mà em qua đây quay á, mà ảnh nhờ em mà cho phô mai vô giùm ấy. Là em lên đứt vô cánh xi luôn. Là nó là anh lỗ vô tiền phô mai. Là anh cứng cái phô mai rồi. Không phô mai của anh con. Ý là cái này nó có trứng muối không, cái màu của nó nhìn nó đậm quá. Trứng hay sao á, đánh trứng. Ôi chị Mai này ăn kiểu nhẹ nhàng hơn. Sẵn ra. Ngon nghe rất là ngon. Tại vì mình cũng nghe là Diễm khen hàu phô mai của anh rất là ngon. Mà ngon thiệt. Cái phô mai này không phải là phô mai nguyên chất. Đúng rồi. Không có đánh trộn lại nhưng mà quan trọng là cái hương vị đó. Ngon ngon. Đúng rồi. Phô mai nè. Cho rất là nhiều phô mai luôn. Chị vô hưởng nó con hàu luôn á chị. Ngon. Hàu ơi. Hôm nay á là mình ăn mừng tất nhiên của team Phân Như Hùng. Và mình nghĩ là cả nhà sẽ rất là thắc mắc tại sao là thiếu số nhân vật. Thì nhờ anh Lộc. Hôm nay các nhân vật cộm cán như là Trung Bamboo, Phân Như Hằng, Dương Đu Ba. Các bạn đó thì mỗi bạn tới Tết đó đều có những cái công việc cho riêng mình. Riêng Hằng thì năm nay ăn Tết phải lớn hơn các năm khác. Này là dành tặng cho Hằng nha. Đó. Anh Hằng rồi. Gì? Hằng là bé. Sao? Hằng là bé. À. Cái này mình ăn theo kiểu của đạo diễn Dương Tony. Anh
Rồi, Hằng có ở phương trời xa ở Sài Gòn thì thưởng thức nha. Ủa chị Mai là ở bạn. Ở bên kia, ở bên kia. Em có biết, em có theo dõi bạn Hằng đó trên trên kênh của hai anh. Người nói là bạn đó có sức ăn cũng gọi là rất nhiều này nọ. Vô bạn được gần 10 cái đùi gà cáp xê. Tại vì món đó là món quá sậu. Nhưng mà vấn đề là người rất là mignon, người rất là ốm. Nếu mà có dịp thì hy vọng là có thể là mời của team hai anh Penny Hùng này, anh Võ Sư Lộc này, chị Mai Anh Dương với lại là bạn Hằng nữa. Hôm nào mình sẽ làm một bữa đại tiệc hải sản nha. Bữa đó cho Hùng tiếp còn bạch tuộc, mình ăn mấy con khác. Anh Hùng làm một bữa bạch tuộc. Không anh ơi, hôm nay hồi bữa là em chỉ lấy cái con 2 ký thôi, 2 ký hơn thôi, nhưng mà hôm nay có con 2 ký 7 rồi. Trời ơi. Con đó này. Nói chứ con cua kinh ráp á, nó đã được tiêu hao rất là nhiều rồi. Thì cái khúc cuối á, mình vẫn còn một món. Hai món. Hấp dẫn này. Chắc là anh em mình cùng chiến đi. Đúng rồi, cùng nhờ, chiến đi. Nhờ anh Thiên ra camera mà cầm máy. Rồi mình ăn tiếp tục nha. Đây quay em đi. Rồi, tới tâm hồng đi. Vô nè. Vô anh. Vô. Happy New Year. Vô. Dạ. Vô. Ai đã vô. Ngồi ra á, mình cứ cầm ly vô thì không ai vô, nhưng mà mình 1, 2, 3 là ai cũng phải vô. Nói như một câu slogan vậy. Của Việt Nam. Rồi giờ mình nhờ gì em tiếp tục chủ trì đi. Món hải sản thì chắc em là hỏi cho mình ăn tôm hùm đi. Dạ, để cho nó còn nóng đúng không anh chị? Ôi ôi coi cả nhà ơi, đây thịt nó hả, phải nói là nó lấp đầy luôn. Đúng rồi, thịt nè. Ồ, cái này là bên mình lấy cái muỗng đúng không chị? Đây, để anh kem, cái này mình đút lò được không anh kem? Cái nào em? Con tôm này nè anh kem. Đúng đó, là đút lò đó. Bẻ ra luôn. Wow. Ủa, nó có gạch hay gì vậy? Trời ơi. Wow. Chuyên nghiệp quá chị Diễm ơi. Quá chuyên nghiệp. Đây, em cắt chào rồi, mình sẽ lấy kéo mình cắt ra rồi mình chia ra. Bạn thấy vàng chúng làm hải sản. Thì bỏ ra đó. Nhưng mà thật sự luôn em rất là thích bóc hải sản nha. Cảm giác mà bóc mấy con tôm cua này đã lắm. Đã nó chứ. Mai Diễm đã thích bóc hải sản rồi, Mai thích bóc gì? Mai sắp tới có một mẻ xúc xích bò á cả nhà, rất là hấp dẫn nha. Để cho Mai bóc xúc xích bò. Wow. Em làm cái kia luôn gì em? Không nữa, lấy cái còn lại luôn. Để em thử bóc nha, để em thử bóc nha. Em sẽ học cách bóc của chị Diễm nè. Thấy, mình phải cầm mày mới đúng. Cái đầu nó vàng vậy ha. Đây. Bao lâu rồi? Gắn một cái gửi đây. Ôi. Không mà nó phun thịt luôn anh. Ngon. Anh cầm. Cảm giác như cái thịt. Dạ đúng rồi, đã quá nhiều hơn con tôm nào. Cảm giác như cái thịt nó tươi á, nó chắc á cả nhà, cho nên mình bóc là nó đi theo luôn, nó không bị rớt ra. Dạ đúng rồi. Cái gì chứ? Dạ đúng rồi. À, rất chắc quá hả? Ngon hơn hẳn Alaska. Trời ơi. Dạ. Đúng rồi. Ví dụ giờ mình đi Nha Trang rồi nọ. Mình cắt ra. Rồi. Chắc quá. Nhưng mà mọi người kế hoạch mọi người ăn Tết thế nào rồi? Em tính là tối nay em sẽ về quê để ngày mai em về luôn anh. Dạ, nhưng mà ngày mốt thì em sẽ lại lên thành phố để em đón giao thừa với gia đình bên nội. Rồi sáng mùng 1. Đúng rồi, sáng mùng 1 mới vào bên ngoài. Còn chị Diễm là một mấy về? À, hồi nãy chị ăn nói xong rồi đi về. Ăn xong rồi đi về luôn. Tranh thủ bữa cuối.
Trời ơi, cái con này thịt nó dày, cảm giác mình cắt mà nó đã lắm anh. Mỗi lần mình cắt là nó cứ xẹt xẹt xẹt. Ông bóp được hai cái đầu này vô chạm nhau á, nó đè lên. Ồ, đã lắm cả nhà ơi. Dạ. Rồi mình ăn đi, mình ăn đi. Ok. Có một cái mà mình thích ở quán của anh Ken đó cả nhà. Đó là có một cái cây giống như là cái cây thần ở trong Avatar vậy đó. Mình muốn kết nối với cây đó camera ơi. Muốn kết nối vô là sẽ hiểu được cái sự tích của quán này. Đúng rồi. Cái này nói là gì quanh năm á? À cái cây này cây cây sung đột biến em. Đột biến. À sung mà ra bông hoàng hậu. Hoàng hậu. Bông hoàng cho ra lúc nào được vậy á. 24/24 Cái này ông này gọi là gì? Cụm nông sản hả? Cụm nông nghiệp. Bây giờ bạn nào có tóc ra lấy tóc cho nói vô là thường là quán này lúc trước không phải là quán ốc mà kia là một là tờ sửa xe rất là chuyên nghiệp luôn. Mời cả nhà nha. Rồi. Món này á thử chấm với nước mắm này coi thế nào. Dạ. Đây nha, một miếng thịt còn ấm cả nha, còn ấm. Mình sẽ chấm với cái mắm chua ngọt. Lấy thêm một vài miếng tỏi nữa nè. Ồ. Thịt rất là chắc và ngọt. Thơm, càng thơm hơn nữa khi mà nó có cái mùi tỏi cũng như là ớt. Ớt cay the the kiều kiều. Đây anh sẽ thử ăn một kiểu giống như là nãy Diễm chỉ. Sẽ chấm, chấm với cái này. À, à. Chấm với cái giặt của con tôm rồi luôn. Vui. Thôi mời các bạn nha. Lời của anh là khách sạn cho anh khách sạn. Đúng rồi, nghe mà. Đúng rồi. Sợ cái chấm của anh. Với lại mấy anh đi ăn nhậu anh. Thấy đâu có ăn nhiều. Kiểu như mình cứ nghĩ là mình cắn vào thịt nó sẽ giống như thịt mấy con tôm mà mình ăn trong lẩu cả nhà. Nhưng mà không ngờ là nó lại chắc như thế này. Mình chấm đây. Con cua đây hồi nãy ai bắt ra? Đây, đây camera. Đây còn con cua nữa nè. Ủa chị, cái này là cái gì vậy chị? Trong hồ có nhiều lắm. À cái đường của này. Ồ. Bỏ hả? Không biết là ăn luôn rồi đó. Bao xử. Bữa anh ăn cái tôm mà mát đất cà. Cái có mấy cái bong bóng trắng anh chèn. Cái em ăn vô em cứ tưởng là xin lỗi là gặp. Nhưng mà được tiết lộ đó là cái kia của nó. Bữa nghe tinh dùng. Tinh dùng cái đó không tiêu được. Gà nó còn có đó mà em chứ gì tôm. Rồi nghe cái này cũng là còn còn cua cua này coi chứ để em bóc đi cua này. Dạ dạ đúng rồi, có nhiều người món truyền thống ai cũng từng ăn cho nên dễ bóc quá. Mình sẽ bóc con cua này ha. Hai cái càng nó đã hả? Hồi đầu cái là hai anh không đi xuống lễ hội cua. Trời ơi, cua Cà Mau á con siêu to khổng lồ luôn á. Con bự nhất là nghe nói là tới gần ký rưỡi luôn. Đây con này cua thịt wow. Ôi, cắt sẵn rồi. Nó rớt ra luôn rồi nè. Càng to quá. Ồ hồi nãy mang cái càng cũng bự y chang vậy luôn á. Nãy tôi ăn cái càng không. Càng ăn muối cũng bự y chang vậy luôn. Mời đạo diễn nha. Ồ. Đó là càng càng sống. Dạ dạ không nhưng mà ý là em thấy size bự cũng y chang vậy luôn. Ở nhà có cái càng nè. Là mình hơi liên tưởng tới cái càng 300k càng Alaska, càng của bánh canh cua 300k nha, nhưng mà cái này nó còn bưng hơn nữa. Quá to. Nè. Ôi nặng quá. Bỏ lên mà mình trùng xuống luôn á. Mình sẽ chuyển là cắn hả? Dùng dùng kẹp. Anh dùng vỏ công của anh. Tập một phát đi. Rồi. Anh có mang quá không? Dạ. Cái quá gọn. Còn Tết thì nhá. Em đang ở nhà. Cắn hả? Không đồ đâu anh. Dạ đúng rồi. Full thịt luôn á. Đồ đâu, đồ đâu. Full thịt luôn. Không. Thôi, đây. Anh đi ra dẻ nè. Ra dẻ. Kẹp đi. Dạ. Gọn. Tại nó mỏng á. Bóp. Oh, hay quá. Oh, trời ơi. Có mèo. Có những cái thì mình không nên dùng sức mạnh, mình nên dùng sự khéo léo. Đây anh không cần dùng cái đó, anh dùng bằng cái nĩa.
thôi thôi bỏ trời ơi, không lấy mình lấy cái này mình đập cũng được nè. Wow à. Thôi đừng đừng đâu chị, chị còn 300k luôn. À, à, 300k. Mời chị mời. Cho như em. Ai chị à, chị Diễm. Không, cái này là đang ở đây là người mà cần được bồi bổ nhất là Mai. Mai đây là Mai suy dinh dưỡng. Chị Diễm em nói chị nghe này chị hết hồn liền. À, hôm bữa chị biết cái tô bánh canh của 300k không? Mấy tô đúng không? 3 tô. Em chị có Mai em có xem clip đó. Bởi vậy chị cầm đi chứ không là chị Mai chị nhớ là chị đẹp xuống. Nhưng mà sự luôn là mình rất là để Mai ở chỗ là Mai người rất là bé con nhưng mà Mai ăn khá là tốt. Mai mạnh hơn mình. Đây cái này là tặng Mai này chút mà. Cái này là ăn để có sức Tết nay bán bò. Đó. Trời ơi, còn dư ăn. Rồi. Chị Diễm ơi đừng từ chối. Dạ đây em vẫn còn đây. Thử cái này luôn đi thử xem mà thử. Camera ơi. Thả miệng ra nào. À. Anh ăn cục đó là anh quay tới cuối clip luôn á. Nó to quá mà. Đạo diễn Dương Tony. Wow. Cái nghiệp trong phần bắp cua cả nhà ơi. Sáng ngồi của anh rồi. Đúng là những người có gia đình. Đó là chuyên nghiệp cao quan. Hải sản 54 một lần nữa. Hôm nay mình lại trải nghiệm lần đầu. Rất của nhà ngon. Nhưng mà món nào thì mình cũng muốn là ăn thử hết cả nhà ơi. Nên cả nhà có muốn mình quay lại và thử thách món gì đó siêu to khổng lồ ở hải sản của anh Ken hay không? Đó. Món gì trời? Đó, anh đĩa được rồi. Đó. Nhanh nhanh gọn lẹ chơi cái lẩu 990k đó. À. Cái lẩu 900 là thấy giá trị nó cũng rồi đó. 900k em nghĩ là nó phải gấp 3 gấp 4 lần cái lẩu bò 200k ở ngoài bình thường. Lẩu mắm mà. Vậy thì làm sao ăn hết được lẩu sáng à. Nói chung là ăn cái lẩu đó xong mà bình thường cái lẩu là phải 8 người ăn. Mà một người ăn là hiểu là cái khả năng ăn là phải siêu phẩm. Ồ. Đó vậy thì em phải cử ra hai người bên kênh mới dứt được hết cái lẩu của anh quá. Hai người đổ vào cái nồi á, cái nồi phải đi hùng của em. Cái này nè. Rồi rồi vậy. Không nhưng mà em theo em từng thử cái đậu đó rồi thì em nghĩ là anh Lộc một người hoặc anh Hùng mà giúp được cái okay. Tại vì thật ra nó là quan trọng là mình có hết hết nước không nữa này. Ồ hết hết nước mới ghê á. Em nghĩ là nước thì hơi lo ngại một tí chứ còn vì ấy thì em nghĩ ok. Cái thì là trong tại vì có cua có đồ nữa anh. Tính mình sẽ có một cái giới hạn trong đó, ví dụ như tới nước cuối đi thì mình sẽ bỏ bao nhiêu nước. Ví dụ như là 500g nước. Thì cái nước đó không thể nào để cho nó uống vô nó nguy hiểm. Mình đã đặt sắc rồi. Thì mình có thể duy cho trọng lượng ra là khi mà đã còn lại bao nhiêu nước? Đổ nước đó ra. Em nghĩ là ok đấy. Vậy thì mình phải hẹn anh rồi là một hai clip nha. Anh Lộc ăn 100 con hàu với Vinh Hùng ăn cái lẩu 900. Ờ. Ấy 100 con cứ cho anh chưa có gia đình cả bác ăn hàu rồi ăn biết. Ăn mấy món cổ rồi. Chắc mình xin phép mình review cái càng đi. Mấy chị em chắc là cũng tới no rồi. Cho nên thôi mình review nha cả nhà. Đây anh lên tên quay gần giùm em cái. Nè mình bóc nó ra luôn nè. Oh. Oh my. Cái này thì mình rất là thích chấm với lại muối xanh nè. Dạ dạ. Này muối xanh nè. Mời cả nhà nha. Do là mình cắn cái miếng khá là to. Cho nên cái vị cua cả nhà nó cũng tuy là cái nước muối ớt xanh này nó thơm nhưng mà cái vị cua nó cũng lớn ác luôn. Ừ. Và nó ngọt thịt ngọt rất là chắc luôn. Dạ. Đó, hai anh đã bao giờ thi với nhau chưa ta? Chị em tính ra là chưa gì mà trong năm cũ là đã có ít nhất là 3 kèo rồi. Nhưng mà em hải sản bên Diễm rồi một kèo lẩu. Nhưng mà em hỏi cái là hai anh có bao giờ là cùng gọi là hai người thi đấu với nhau trong một thời gian? Mỗi anh uống một ly trà trái cây 5 lít. Năm lít không? Một người 5 lít. Sinh nhật của Hùng. Anh Dũng không ăn gì hả? Uống xong và viêm họng luôn. A few minutes later. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà là một cái thử thách. Không phải thử thách nữa mà là một cái clip mà mình ăn tất niên cũng như là ngồi tâm sự với lại anh Phạm Dũng, chị Thanh Diễm cũng như là chị Mai và các khách mời ở trong team. Nhưng mà rất là tiếc vì hôm nay thiếu một số người chủ chốt. Nhưng mà không sao, qua Tết mình sẽ còn những cơ hội mình gặp nhau.
Đó, thì chắc là em cũng nhờ chị Diễm gửi một lời chúc đến kênh khán giả xem kênh Fanny Hùng. Đó. Đầu tiên là phải cảm ơn tất cả các anh em, những người mà trong năm nay thì em cũng có dịp được đồng hành cùng với team của mình trong vài clip. Chỉ hy vọng là năm sau là sẽ anh em mình sẽ có nhiều cái kế hoạch với nhau. Vài chục clip để chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng cũng như là của kênh Fanny Hùng. Cái đầu tiên thì xin chúc cho tất cả anh em mình là năm sau là mọi thứ đều sẽ vạn sự như ý, có sức khỏe, bình an, tiền nghĩ lúc nào cũng sẽ đầy túi hết. Và cho team Phạm Dũng xin gửi lời chúc đến khán giả của kênh Fanny Hùng, chúc mọi người là một năm mới bình an này, và sẽ luôn theo dõi ủng hộ kênh Fanny Hùng, và nếu có thời gian thì qua ủng hộ kênh Phạm Dũng nữa nha. Đây kênh của anh Phạm Dũng mình để ngay đây nè cả nhà, tìm cái tên nó rồi vào và mình coi thôi nha. Rồi chắc họ sẽ đọc cũng kết thúc clip luôn đi. Thì hôm nay một trong những điều mà mình phải nói là một lần nữa ở quán anh Chen đó cả nhà, đó là không gian, đó là vừa có cây linh hồn mà vừa có làn gió mát nữa. Mình nhiễm avatar cả nhà đó. Thì hải sản bên cạnh đó, hải sản cực kỳ tươi để mình có thể vừa trải nghiệm mà vừa có thể ăn chung với những người thân yêu. Rồi ở đây thì các bạn có thể tới đây để trải nghiệm với gia đình hoặc là đi cặp đôi. Trong mùa Tết này thì anh Chen bán xuyên Tết luôn cả nhà, thì đó là một trong những điểm mà mình rất là thích để giới thiệu cả nhà. Đúng trong cái dịp Tết sắp tới có một quán phục vụ ở khu vực quận Tân Phú. Còn nói chung là anh em mình gặp nhau ở đây, nó là một trong những cái kỷ niệm mà mình sẽ lưu lại sau này, để lớn hơn chút nữa mình có quay lại đây thì có thể có những nhóc tì kế bên đi theo. Nhưng mà cái clip này là một trong những cái clip mà hoành tráng nhất từ trước tới giờ bên kênh Fanny Hùng. Đó là một cái clip đánh dấu một cái năm cũ đã kết thúc và chuẩn bị mở ra những cái trang sử mới trong năm 2023 sắp tới. Thì cũng chúc cho tất cả các anh em một lần nữa là sẽ có thật nhiều sức khỏe, và làm cái gì thì chúng ta sẽ đạt được cái đó. Thì quá hay. Nói chung cả nhà coi tới bây giờ và coi vào cái clip vào cái ngày hôm nay là đã là ngày 29 rồi, thì chỉ còn ngày mai và ngày mốt nữa thôi thì sẽ bước sang năm mới. Thì team Fanny Hùng cũng như là team của chị Phan Diễm và cùng Phạm Dũng chiến đến cùng và gửi lời chúc Happy New Year. Kết thúc clip nha.